Quý vị thấy bơ nó vừa ngon này mà rất là tốt thưa quý vị. Bơ làm nếu mà ăn bơ à, ít nhất là à, 3 ngày hoặc là 5 ngày một tuần thì sẽ giảm cái căn bệnh tim mạch rất là nhiều theo nghiên cứu mới nhất gần đây. Thì người ta đã làm thử nghiệm ở trên hai nhóm người đàn ông và phụ nữ Hoa Kỳ trong 30 năm vừa rồi thưa quý vị những ai mà ăn cái lượng bơ ít à, nhất là hơn 2 phần một tuần thì cái bệnh bị mắc bệnh tim mạch hoặc là tim bệnh tim mạch vành thì giảm hơn rất là nhiều và nó thay thế một trong những cái chất béo như là bơ thực vật, trứng sữa, phô ma tức là những cái tự nhiên về cái chất béo tự nhiên ở bên bên trong thức ăn của mình và bệnh tim mạch bao gồm là gây ra đột quỵ, đó là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Hoa Kỳ bị đột quỵ xảy ra rất là nhiều và bệnh tim mạch có thể ngăn ngừa phần lớn bằng cách đó là mình sống có một cái lối sống và ăn uống lành mạnh bao gồm mình phải trong đó mình phải có cái chế độ ăn uống của mình nữa thưa quý vị theo hội tim mạch của Hoa Kỳ và Đại học Tim mạch Hoa Kỳ cho biết là chế độ ăn uống lành mạnh à, làm giới hạn những cái căn bệnh đau tim từ 5 tới 6%. phần trăm À, calorie và ăn những cái chất béo như từ bơ và từ những cái chất tự nhiên. Và bơ là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ, kali, à, tức là potassium đó thưa quý vị và magnesium và chất béo nó rất là tự nhiên và rất là hợp và ảnh hưởng và làm cho tim mạch khỏe hơn rất là nhiều và cái được tiêu thụ phổ biến của nhất hoa kỳ đó là loại bơ hát như quý vị đi tới những cái grocery store thì quý vị cũng thấy có nhiều loại bơ đó. Nó chứa 13 g axit oleic và trong đó có lượng chất potassium rất là nhiều. Và cụ thể một nửa quả bơ cơm cấp cho tới 20% chất xơ lợn và trong đó có 7.5 g chất béo và 1.5 chất axit béo thì bơ rất là tốt thưa quý vị là nên ăn bơ và theo dữ liệu quốc gia cho biết rằng cái yếu tố là uh, mình sống lành mạnh mình ăn uống tốt và ăn bơ rất là nhiều mình có thể ăn bơ nhiều là năm năm ngày một tuần đó từ trong năm uh, ngày đó thì quý vị ăn bơ cứ mỗi sáng nửa trái bơ cũng được mà ngày nào cũng ăn nhiều quá thì quá ớn ông lê thái mà ừ. ăn bơ đừng có bỏ đường vô hoặc là bỏ cái sữa vô uh, bỏ sữa <laughs> hoặc là bỏ kem vô thì cái đó nó có nhiều chất đường quá rồi